Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, nhiều người hay cho rằng giàu nghèo là do số phận. Người giàu chẳng qua được thừa hưởng tài sản để lại từ gia đình, sinh ra ở vạch đích, họ có quá nhiều may mắn nên giàu. Còn nghèo do số phận xui xẻo, vận mệnh đã an bài như thế. Điều này đúng nhưng chỉ ở 20% nếu bạn đã làm hết sức nhưng vẫn không giàu được, huống chi một kẻ lười biếng suốt ngày than vãn. Phần còn lại là do chính bản thân người đó. Có câu tính cách quyết định số phận. Một người có thể làm giàu hay không chủ yếu dựa vào tính cách và thái độ sống của họ. Nếu bạn thấy mình là người chăm chỉ cần cù nhưng cứ lẩn quẩn trong sự đói nghèo thì hãy xem mình có phạm phải những điều dưới đây không, bởi những điều này càng to càng khiến cho bạn khó thoát khỏi cái nghèo. 1. Tính trì hoãn càng to càng khó thành công. Người nghèo đều có chung một đặc điểm, đó chính là bệnh trì hoãn. Từ nhỏ chúng ta đều biết rằng việc của ngày hôm nay thì hôm nay phải hoàn thành, nhưng tháng ngày qua đi, mọi người dần lãng quên và gạt bỏ thói quen tốt ấy, trái ngược lại luôn giữ suy nghĩ chờ đợi. Nhưng bạn có biết rằng cơ hội thì không bao giờ chờ đợi ta. Cơ hội là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một khi cơ hội đến rồi bạn không kịp thời nắm bắt nó, thì cơ hội đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Vì vậy nếu bạn vẫn giữ thói quen trì hoãn mọi thứ, từ từ làm cũng không sao thì sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Thay vào đó, bạn lãng phí thời gian để vui chơi, hưởng thụ, trong khi người giàu họ tận dụng thời gian đó để quan sát và nắm bắt cơ hội kịp thời. 2. Tiết kiệm càng to khi đầu tư vào bản thân mình. Nhiều người nghèo lại hà tiện trong khoản đầu tư cho bản thân. Họ có tiền trong tay nhưng lại chỉ biết tiêu vào những nơi vô dụng, không thỏa đáng. Đầu tư cho bản thân không chỉ là đầu tư tri thức mà còn nhiều phương diện khác như sức khỏe, năng lực làm việc, kỹ năng mềm, vẻ bề ngoài. Và lợi nhuận của khoản đầu tư này đó chính là khiến cho bạn trở nên tốt đẹp hơn từ trong ra ngoài. Nếu cứ hà tiện với chính mình thì rất nhanh thôi, bạn sẽ bị sự phát triển của xã hội đào thải. 3. Tiêu xài tiền càng to càng nghèo. Khi bạn không có nhiều tiền, đừng phung phí tiền bạc. Nhiều người dù làm việc cực lực cũng chỉ có thể giải quyết chuyện cơm áo thường ngày. Nếu bạn thực sự muốn vươn tới một cuộc sống chất lượng cao hơn, sự nỗ lực thông thường là chưa đủ. Không chỉ nỗ lực kiếm tiền mà còn cần điều chỉnh cả lối sống. Có câu nói rằng, học cách kiếm tiền đã khó, học cách tiêu tiền còn khó hơn vạn lần. Nhiều người dù làm việc và kiếm được không ít tiền, nhưng luôn trong trạng thái rỗng túi bởi tư tưởng sống tận hưởng mù quáng theo đuổi những điều phù phiếm phong trào. Họ làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn vay mượn để chạy theo lối sống này. Tất cả các yếu tố cộng lại khiến họ vẫn mãi trắng tay. Bạn có quyền sống cuộc sống mà bạn muốn, nhưng trước tiên bạn phải có đủ năng lực để chống đỡ nó mà không phải chịu đựng cuộc sống chấp phá nợ nần. 4. Lười biếng càng to, càng chỉ thích hưởng thụ. Có thể dễ dàng thấy được từ thực tế trong cuộc sống quanh ta, những kẻ lười biếng không muốn làm nhưng chỉ thích hưởng thụ sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống sung sướng. Cả núi vàng rồi cũng có ngày bị san bằng với thái độ sống như vậy. Một người lười biếng không chỉ chây ì trong hành động mà ngay cả suy nghĩ của họ cũng rất chậm chạp. Không thích thay đổi hoặc trau dồi bản thân, đụng việc gì mới thì lại than khó, than khổ mà không chịu tận dụng trí óc để tìm ra các giải pháp cho vấn đề. Đây là một thái độ sống vô cùng nguy hiểm, bởi một người như vậy sẽ bị xã hội nhanh chóng đào thải. Người ta nói không tiến ắt sẽ lùi, cho dù bản thân bạn có một xuất phát điểm tốt, nhưng với thái độ lười biếng, bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, cuộc sống cũng chỉ lằn nhằn vậy thôi. 5. Bảo thủ cố chấp ích kỷ to. Thời đại thay đổi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà chúng ta từng biết đều không còn giống như xưa. Chính vì vậy con người cần phải học hỏi, cố gắng tiếp thu những thứ mới mẻ mỗi ngày. Có những người rất cứng nhắc, luôn cho bản thân là đúng. Họ không thích bị góp ý, cũng không muốn ai phê bình mình. Thái độ bảo thủ và quá cao ngạo trong cuộc sống hay trong công việc sẽ làm cho họ gặp rất nhiều khó khăn rắc rối, trở thành rào cản lớn khiến cho họ không thể nào tiến thân nổi. Ngoài ra, những người chỉ biết giữ cho riêng mình, ích kỷ với người khác, không san sẻ, giúp đỡ thì cũng khó mà giàu nổi. Bởi có câu cho đi là nhận lại, người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Nhận lại và còn lại ở đây nghĩa là sự tử tế, nghĩa tình để khi bạn có khó khăn, người khác sẽ giúp đỡ và chia sẻ cơ hội làm giàu cho bạn. Đó là năm thói quen mà nếu bạn càng để nó phát triển lớn dần thì đảm bảo sẽ mãi không cải thiện được. Vận tài lộc sẽ khó tìm đến những người thụ động và ù lì, cũng như ít chia sẻ. Về già bạn khó có được cuộc đời sống sung túc, lúc nào cũng phụ thuộc nhờ vả người thân và trở thành gánh nặng cho họ. Cách để cải vận không khó, hãy xem đức tính của những người giàu thế nào và bắt chước theo nhé. 1. Cho đi và chia sẻ. Hãy cho đi trước,
79% người giàu tình nguyện làm từ thiện. Họ tạo thói quen cho đi thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm của mình. Làm từ thiện và tặng quà cho người thân, bạn bè không chỉ là dấu hiệu của một trái tim nhân hậu, mà còn là một tư duy giàu có. Tất nhiên vẫn có những người tham lam và chỉ muốn vơ về mình. Nhưng một người giàu biết rằng tiền cần phải di chuyển và những người khác cần giúp đỡ. Điều đó không có nghĩa là bạn cho đi hết cả tiền của mình, mà là mọi thứ trong mức giới hạn và hợp lý. 2. Chi tiền cho kiến thức. Đầu tư vào bản thân, chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu. Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lại lợi nhuận và cũng có thể nói là rất an toàn, không bị giới hạn bởi thời gian, ngược lại còn mang đến hiệu quả không ngờ. Càng đầu tư vào bản thân chúng ta càng nhận lại được những giá trị về lâu dài. Số tiền mà bạn chi tiêu cho bản thân sẽ được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau. Vốn tri thức mà bạn có, một công việc ổn định hay đơn giản là thay đổi giá trị bản thân theo hướng tích cực. Chúng ta thường được nghe rằng khi còn trẻ hãy đầu tư xứng đáng cho học tập. Học vốn là việc cả đời, đầu tư cho tri thức là tiền đề cho quá trình theo suốt chặng đường của con người. Khi chi tiền cho kiến thức, bạn sẽ rất giàu. Giàu tri thức, giàu phẩm chất, giàu kinh nghiệm và giàu về tiền bạc. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta còn nên chú trọng đầu tư để bản thân đạt được những sự tiến bộ khác. Đầu tư vào ngoại hình hay hình ảnh bản thân, một bộ não thông minh và một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn tiến xa hơn và ổn định hơn trong cuộc sống. 3. Thích hành động ngay không trì hoãn. Người giàu không chỉ có mơ ước mà họ còn bắt tay vào hành động không trì hoãn. Hành động ngay lập tức, nắm bắt cơ hội là đặc điểm thường thấy của người giàu có hoặc sắp giàu có. Họ không bao giờ chịu ngồi yên chờ cơ hội đến. Người giàu sẽ hành động để tìm kiếm cách giải quyết, cách kiếm tiền cải thiện cuộc sống. Khi có một mục tiêu mới, người giàu có sẽ không ngừng tìm cách lên kế hoạch để đạt được giấc mơ của mình. Dù hành động của họ chưa chắc đã đưa đến thành công, kết quả như ý, nhưng người giàu sẽ không ngồi yên không làm gì cả. Hành động là yếu tố tiên quyết để giúp bạn chạm đến thành công. 4. Người giàu điềm tĩnh, không khoe khoang. Sự điềm tĩnh không khoe khoang là đức tính tốt của người giàu có thật sự. Họ là những người khiêm nhường, biết lắng nghe, nói ít làm nhiều. Người giàu sẽ chỉ biết chi tiêu đúng nơi, không vì khoe khoang mà hoang phí tiền của để khẳng định với người khác. Người giàu có hiểu được giá trị của đồng tiền, cách kiếm tiền và quý trọng sức lao động. Họ có cuộc sống giản dị, biết vừa đủ cho bản thân. Không giống như những người nghèo hay có tiền, sẽ phung phí tiền của mình để thể hiện bản thân, chứng minh sự giàu có của mình. Đức tính điềm tĩnh cũng giúp người giàu nhìn nhận vấn đề để xử lý hiệu quả hơn. 5. Người giàu quản lý tài chính tốt. Người giàu có thói quen quản lý tài chính tốt giúp họ luôn trong tình trạng sung túc về tiền bạc. Họ sẽ không sử dụng tiền mà không có kế hoạch, định hướng rõ ràng. Tiền sẽ được người giàu quản lý hiệu quả cho các khoản, tiết kiệm chi tiêu cơ bản, nâng cao, đầu tư tích lũy lâu dài và cả cho đi. Quản lý tài chính hiệu quả bằng xây dựng kế hoạch chi tiêu chi tiết, kiểm soát đầu vào đầu ra. Các khoản chi tiêu sẽ được kiểm soát phục vụ những nhu cầu thật sự cần thiết. Không mua sắm theo cảm giác hay sở thích, người giàu sẽ luôn dự trù cho bản thân bằng gói tiết kiệm hay mua vàng dự trữ. Ngoài ra họ sẽ không để đồng tiền nằm yên một chỗ mà đầu tư sinh lời. 6. Người giàu biết quản lý thời gian. Quản lý và sử dụng thời gian hợp lý là đặc điểm của người giàu, bởi thời gian mỗi giây trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Do vậy, người giàu coi thời gian là vàng bạc, giúp họ kiếm tiền, học kiến thức mới, cải thiện sức khỏe hay chăm sóc bản thân. Họ luôn có kế hoạch để sử dụng thời gian trong một ngày tối ưu nhất. 24 giờ sẽ được sử dụng hiệu quả cân đối. Người giàu thường sử dụng to-do list để quản lý thời gian công việc. Họ dậy sớm để có nhiều thời gian làm việc, tập thể dục hay chỉ đơn giản là không phải vội vàng. Trong khi người nghèo sẽ phung phí thời gian mà mình có, không có kế hoạch trong ngày sẽ làm những gì. Đặc điểm của người nghèo là họ luôn có quá nhiều thời gian thừa nhưng cũng luôn vội vã trong nhiều trường hợp. Người nghèo tất bật vội vã nhưng không mang lại hiệu quả và tiền bạc cho họ. Do vậy, quản lý thời gian là thói quen cần thiết để bạn cải thiện cuộc sống, thay đổi cuộc đời, trở nên giàu có. Bạn thân mến, chúng tôi vừa chỉ ra những thói quen xấu ảnh hưởng nhiều đến vận tài lộc của bạn. Thay đổi càng sớm, bạn sẽ thành công trong cách kiếm tiền và giữ tiền, để khi về già bạn sẽ có được khoản dư giả để sinh sống mà không phụ thuộc nhiều con cháu mỗi khi đau ốm.